Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn chẩn đoán điều trị, phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh do virus adeno. Tại hướng dẫn do giáo sư tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế ký ban hành nêu rõ, virus adeno gây bệnh ở người, gây bệnh thường nhẹ, trừ một số trường hợp diễn biến nặng khi có bệnh kèm theo như suy giảm miễn dịch, bệnh phổi mãn tính, bệnh tim bẩm sinh, ung thư, ghép tạng. Virus adeno gây bệnh ở người, lây truyền trực tiếp từ người sang người qua đường hô hấp trong phạm vi gần, hoặc gián tiếp qua tiếp xúc với dịch cơ thể có chứa virus. Nguy cơ lây nhiễm giống như một số virus cảm lạnh thông thường, nhưng thấp hơn virus hợp bào hô hấp, cúm mùa và SARS-CoV-2. Bên cạnh các nguyên tắc điều trị virus adeno, hướng dẫn của Bộ Y tế cũng nêu rõ, cá thể hóa các biện pháp điều trị, đặc biệt là các ca bệnh nặng nguy kịch, kháng sinh, kháng nấm, chỉ sử dụng khi có chỉ định, điều trị bệnh nền, kèm theo nếu có. Đối với việc điều trị triệu chứng tại nhà, cần theo dõi và phát hiện dấu hiệu nặng để đưa trẻ đến viện kịp thời. Chú ý hạ sốt bằng paracetamol liều từ 10 đến 15mg trên 1kg mỗi lần nếu sốt trên hoặc bằng 38,5 độ C, cách 4 đến 6 giờ nếu trẻ sốt lại. Cho trẻ mặc thoáng, phòng thoáng khí. Khi sốt, ngoài uống hạ sốt thì có thể kết hợp kèm theo chườm nước ấm, nhiệt độ nước ấm thấp hơn nhiệt độ cơ thể 3 đến 5 độ C. Cho trẻ uống thêm dung dịch điện giải Oreso, ăn nhiều bữa và ăn lỏng.